Bạn có tin được không? Trên đời này có một thứ mà gần như ai cũng nghiện, thậm chí nghiện từ khi còn bé tí mà chẳng biết. Thứ đó không bị cấm, không bị cảnh sát triệt phá, không có đường dây buôn lậu. Nó trắng tinh, thơm, nhẹ, rẻ và có mặt trong hầu hết mọi căn bếp, mọi lon nước, mọi cái bánh, mọi cốc trà sữa. Đó là đường. Nhưng thật trớ trêu, đường giết người nhiều hơn cả ma túy. Không phải bởi vì nó khiến người ta sốc thuốc hay loạn trí, mà nó giết chậm, giết êm, giết trong âm thầm, khiến hàng triệu người mỗi năm rời bỏ thế giới này chỉ vì ăn một miếng gì đó quá ngọt. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chỉ riêng đồ uống có đường tinh luyện như là coca, trà sữa, nước ngọt, nước trái cây đóng chai đã khiến khoảng 180.000 người tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Mà đó còn là số liệu của năm 2010. Đến năm 2025, các nhà khoa học cập nhật lại, con số này có thể lên đến 350.000 người mỗi năm do đồ uống có đường. Mà lưu ý, đây mới chỉ là tính riêng đồ uống có đường, chưa kể đến bánh kẹo, sữa ngọt, thức ăn nhanh hay những món tráng miệng. Thế nên Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành một thống kê khác và từ đó có hơn 2 triệu người thiệt mạng mỗi năm vì các bệnh liên quan đến tiêu thụ đường quá mức. Ví dụ tiểu đường, tim mạch, béo phì, đột quỵ, ung thư. Ở đây sử dụng từ liên quan. Con số này cao hơn tổng số người thiệt mạng vì ma túy, rượu và thuốc lá cộng lại ở nhiều quốc gia phát triển. Trong khi thứ chất cấm màu trắng mà chúng ta đang nói đến lại giết người ít hơn đường nếu tính trên quy mô toàn cầu. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và trang Our World in Data, mỗi năm có khoảng 100.000 người chết do quá liều và những nguyên nhân khác liên quan đến thứ chất trắng kia. Nhưng tại sao đường lại nguy hiểm đến như vậy mà người ta không biết hoặc không quan tâm? Hãy nói về lịch sử để hiểu vì sao loài người lại mê đường đến thế. Ngày xưa đường không phải là thứ rẻ như bây giờ và dễ dàng mua ở trong siêu thị hoặc bất kỳ một cửa hàng tạp hóa nào. Thế kỷ 15, thế kỷ 17, đường từng được gọi là vàng trắng. Một cân đường có thể đổi được một cân bạc và chỉ có vua chúa, quý tộc mới dám dùng đến đường. Người châu Âu lúc bấy giờ mê mẩn vị ngọt của đường đến mức phát điên. Họ sẵn sàng đi nửa vòng trái đất để tìm mía bởi vì châu Âu làm sao mà trồng được mía. Và thế là những đồn điền mía ở vùng Caribe, Brazil và Cuba đã mọc lên. Nhưng phía sau cái ngọt ấy là một sự đắng chát. Hàng triệu người châu Phi bị bắt làm nô lệ, bị cưỡng ép lao động dưới nắng để trồng và ép mía cho những người địa chủ châu Âu. Nói cách khác, đường là thứ ngọt ngào được xây bằng mồ hôi và máu của biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Và từ đây thì tam giác thương mại xuất hiện. Gọi là tam giác thì phải có ba phía. Đó là châu Âu thì gửi súng và hàng hóa sang châu Phi. Từ châu Phi thì những người nô lệ được gửi sang châu Mỹ. Và từ châu Mỹ gửi đường, cà phê, thuốc lá về châu Âu. Cả một đế chế toàn cầu đã vận hành cùng với đường, thứ khiến con người điên đảo vì vị ngọt của nó. Đến đầu thế kỷ 19, người Anh đã phong tỏa đường biển, khiến nước Pháp không còn nhập được đường mía từ các thuộc địa. Người Pháp lúc bấy giờ đã nghiện đường, thèm vị ngọt, dân tình bức xúc và thế là họ nghĩ ra một cách khác, tìm đường ngay chính tại châu Âu. Các nhà khoa học Pháp đã tìm ra cách chiết xuất đường từ củ cải đường, mở ra một ngành công nghiệp mới. Từ đây, đường củ cải ra đời và châu Âu không còn phụ thuộc vào vùng nhiệt đới nữa. Nói vui thì nhờ một cuộc chiến mà châu Âu có được đường rẻ cho toàn dân. Và từ đó, đường trở thành một mặt hàng phổ biến đi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Từ cung điện đến quán bình dân, đâu đâu cũng có vị ngọt của đường. Câu hỏi là, vì sao chúng ta lại nghiện đường? Khi ta ăn hoặc uống một thứ gì ngọt, não đã lập tức tiết ra một chất gọi là dopamine, chất tạo cảm giác sung sướng và hưng phấn. Dopamine tạm hiểu là đồng tiền thưởng của bộ não. Càng nhiều càng muốn thêm và không bao giờ đủ. Các nhà khoa học từng thí nghiệm ở trên chuột. Cho chuột ăn đường thường xuyên, sau đó thì cắt, không cho ăn nữa. Kết quả là con chuột nó run rẩy, hung hăng, vật vã y như người nghiện. Thậm chí trong một nghiên cứu khác, khi được chọn thì con chuột nó chọn đường thay vì chọn cocaine, nghĩa là trong đầu nó, đường còn phê hơn cả chất cấm kia. Con người cũng vậy, khi ăn kẹo, uống trà sữa, ăn bánh kem, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu. Càng ăn nhiều càng cần liều cao hơn để có cảm giác tương tự. Và thế là vòng lặp nghiện ngọt bắt đầu. Mà con người đôi khi cũng không phát hiện ra mình đang nghiện. Người nghiện chất cấm màu trắng có thể chết vì sốc thuốc. Còn người nghiện đường thì không. Họ chết chậm. Chúng ta không hề cảm thấy sợ. Bởi vì cái chết do đường nó không ồn ào. Nó đến từ từ. Hôm nay thêm cốc trà sữa. Ngày mai thêm lon nước ngọt. Rồi thêm cái bánh ngọt buổi chiều. Cơ thể ta tích tụ mỡ, gan nhiễm mỡ, đường huyết tăng, tim phải hoạt động mạnh hơn. Đến một ngày bác sĩ bảo anh bị tiểu đường, chị có mỡ máu cao, huyết áp cao, hay là chú nên chuẩn bị lọc thận định kỳ. Với chúng ta đó là một sự giật mình. Ở kia mỗi ngày ăn uống có mấy thìa đường thôi mà, hoặc tôi có ăn đường trực tiếp bao giờ đâu.
nhưng khác với tinh bột, phải tiêu hóa qua dạ dày, ruột rồi mới thành glucose. Đường tinh luyện đi thẳng vào máu người giống như cách mà người ta vượt đèn đỏ. Chỉ vài phút sau khi uống một lon nước ngọt, lượng đường huyết tăng vọt, tuyến tụy phải làm việc cật lực để tiết insulin kéo xuống. Cứ như thế lặp lại mỗi ngày, tụy kiệt sức, đề kháng insulin và dẫn đến tiểu đường. Tiểu đường lại kéo theo một chuỗi domino. Tiểu đường khiến tổn thương mạch máu, tim mạch dẫn đến đột quỵ. Thận phải lọc nhiều thì dẫn đến suy thận. Đường dư bám vào mạch máu làm cho mắt bị mù lòa, tổn thương thần kinh khiến cho tê chân và hoại tử. Bạn thấy không? Chẳng có vụ nổ, không có tiếng súng, không có bạo lực, nhưng cơ thể bạn đang bị phá từ bên trong từng chút một. Nhiều người thì vẫn trộm nghĩ, tôi đâu có ăn ngọt mấy, nhưng sự thật là đường đang ẩn chứa trong khoảng 70% thực phẩm đóng gói hiện nay. Một hộp sữa chua ít béo cũng có thể chứa lượng đường tương ứng với khoảng 6 thìa nhỏ. Một chai nước trái cây tự nhiên cũng có khoảng 30 gram đường. Thậm chí tương ớt, nước tương, cá hộp cũng có đường và đường ở đây để cân bằng vị. Và tệ hơn, đường công nghiệp như là siro ngô còn nguy hiểm hơn cả đường mía. Cơ chế xử lý của nó khác nhiều, gan phải gánh gần hết, dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, tăng cholesterol. Nói cách khác, chúng ta không chỉ ăn đường mà còn đang bị bao vây bởi đường. So sánh để thấy, chất cấm màu trắng thì bị cấm, bị truy bắt, bị xã hội lên án. Còn đường thì được chào mời, đôi khi được tặng miễn phí, được quảng cáo ở khắp nơi. Trẻ em được dạy để tránh thứ chất cấm kia, nhưng lại được thưởng kẹo ngọt khi ngoan. Người lớn có khi tránh rượu bia nhưng lại vô tư uống trà sữa mỗi ngày. Một người nghiện chất cấm xã hội nhìn thấy và bắt buộc phải tìm cách cai. Nhưng một người nghiện đường xã hội có khi cũng chả nói gì. Càng nhiều tiệm trà sữa, càng nhiều hãng bánh, càng nhiều thương hiệu nước ngọt thì cái nghiện càng được bình thường hóa. Và đó là lý do đường đang khiến cho người ta ra đi âm thầm nhưng còn đáng sợ hơn cả nhiều thứ khác. Chất cấm màu trắng tấn công vài triệu người, đường tấn công toàn nhân loại. Khi một người qua đời vì nhồi máu cơ tim, chẳng ai nói anh này chết vì đường. Người ta chỉ ghi là bệnh tim. Khi một người lọc thận vì tiểu đường, người ta nói do ăn uống không lành mạnh. Không ai biết thủ phạm thực sự là những lon nước ngọt, những ly cà phê sữa đá hay là những miếng bánh ngọt. Đó là lý do đường ẩn mình hoàn hảo. Nó không để lại hiện trường, không có tội phạm, không có vật chứng. Nhưng hậu quả thì khắp nơi. Bệnh viện thì đông nghịt, người trẻ bị nhiễm mỡ máu, người già thì phải đi lọc thận. Và khi cộng dồn hàng trăm triệu ca như vậy trên toàn thế giới, ta mới thấy kẻ giết người khét tiếng nhất hành tinh không phải là chất cấm màu trắng mà chính là đường. Thế thì nhiều người hỏi, ăn ít đường thôi có sao không? Đúng, vấn đề không phải là một cái viên kẹo hay là một thìa cà phê, vấn đề tích tụ theo năm tháng. Não người cần glucose để hoạt động, nhưng chỉ cần một ít. Phần thừa thì cơ thể không biết làm gì, sẽ biến thành mỡ. Mỡ tích tụ quanh gan, tim, mạch máu, rồi gây viêm, cao huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Càng nhiều đường, càng nhiều insulin, thì tế bào càng kháng insulin. Đó là con đường ngắn nhất đi đến bệnh tiểu đường type 2, và một khi đã mắc, gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nghe rất đáng sợ rồi, vậy làm sao để bỏ được đường khi mà đường ở khắp mọi nơi và văn hóa hiện đại đang tôn vinh vị ngọt? Bởi vì đằng sau đường là cả một ngành công nghiệp khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Các hãng đồ uống, bánh kẹo, nước tăng lực, họ chi hàng tỷ đô để khiến bạn thèm hơn, uống nhiều hơn, ăn nhiều hơn. Bạn nghĩ mình chọn tự do, nhưng thật ra não bạn đang bị điều khiển bằng dopamine. Chúng ta sinh ra trong một thế giới ngọt ngào đến mức nguy hiểm. Nhưng đừng hiểu lầm, đường không phải là kẻ thù tuyệt đối. Trong hoa quả, sữa, cơm vẫn có đường tự nhiên và cơ thể cần nó. Nhưng hãy tỉnh táo trước đường tinh luyện và những thứ đường được thêm vào. WHO khuyến nghị mỗi ngày lượng đường nên dưới 10% tổng năng lượng, tốt nhất là dưới 5%. Bởi vậy hãy tập cho vị giác bớt phụ thuộc vào vị ngọt. Hãy giảm dần, không cần cắt đột ngột. Hãy uống cà phê ít sữa hơn. Hãy chọn nước lọc thay vì nước đóng chai có vị ngọt. Hãy ăn trái cây thay bánh kem. Hãy đọc kỹ nhãn thực phẩm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.